Rồi, hello cả nhà đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo của em nha anh em. Đó, hiện tại thì shop dụng cụ câu cá được miền Tây của em thì mới về thêm một số mặt hàng, cho nên là chuẩn bị quay video bán hàng nữa tiếp cho cả nhà nha. Thì em có kinh doanh dụng cụ câu cá, cần câu, máy câu, dây câu các kiểu anh em. Tùy cần câu tay, câu đơn, câu đài, câu sông, câu hồ anh em. Đó, thì tất cả các dòng dây câu thì dây này em có quay clip rồi. Đó, nó quay cho anh em xem ha. Thì hôm nay em xuống xe về số mẫu cần lông vua đó của thương hiệu GĐ nha anh em, thì cũng tranh thủ quay lên cho anh em xem ha. Thì em về đợt này là cần lỗ một anh em, thì cần hàng nội địa thì chắc ngày mốt em mới về tới, thì hàng nội địa ngày mốt tới thì em quay tiếp cho anh em ha. Bây giờ thì về hàng nào quay hàng đó cho cả nhà mình ha. Thì địa chỉ shop em là ở số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha anh em. Cái số 74 này là địa chỉ cũ của em anh em. Nay em giờ lại ba căn nhà, thử ra là số nó 82 nha anh em. Nó giờ là cách địa chỉ cũ là ba căn nhà nha anh em. Đó. Đó, một em bán hàng là chỉ một số duy nhất thôi anh em. Đó, em không bán số thứ hai nha, để tránh anh em mà bị giả mạo kia nọ đặt hàng khi đặt nhiều quá anh em. Nó báo mình nhận cọc nhận đồ, thử ra em chỉ dùng một số liên hệ thôi anh em. Nó 0963 890 470 một số duy nhất anh em. Zalo, Facebook em là xài một số đó thôi nha anh em. Đó. Thì em có cần câu, máy câu, dây câu các kiểu anh em. Đó. Đây một số mẫu cơ bản em để trưng bày thôi, còn anh em đa số anh em lỡ mua em là xem clip không à. Đó, xem clip lỡ tiệm mua kia nọ đồ là mẫu nào thì em lấy mẫu đó thôi. Đó. Nó tiệm thì có rất là nhiều anh cả nhà. Đó, màu lua, màu đồ rất là nhiều nha. Đó, dây kìm, kẹp, phụ kiện. Đó. Đồ đài, túi cần. Đó. Các kiểu nha anh em. Đó. Đủ loại nha, đủ loại cho anh em ha. Đồ đài, thùng đài đồ nha anh em. Đó. Đó, thùng đài đồ nè. Đó, càng đơn, càng đồ, càng máy. Câu sông, câu hồ. Đó. Nói chung là hôm nay mới về thêm mẫu cần đặt fan Fuji nè anh em, về thêm xe 2m4 nữa. Cho nên là cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình luôn. Nó có anh em mà bữa hổm cần 2m4 á thì hôm nay em về có luôn nha anh em. Đó. Quay cho anh em xem ha. Đó. Rồi cần dựng nữa nha anh em. Đó. Cần dựng 3m2 của hãng Asino rồi. Đó. Mới về luôn nha anh em. Đó, cần dựng 3m2 Java nên là chưa kịp quay anh em. Nếu cái Asino 5H thì cũng chưa kịp quay luôn nè. Đó. Để chắc clip sau sẽ quay nha anh em. Đó. Rồi, không để anh em chờ lâu nữa anh em. Thì bây giờ em sẽ vô mẫu cần đặt nha anh em, cần đặt fan Fuji và cần lỏng hua nha. Đó, mẫu này thì em có là 3 size 1m8, size 2m1 và size 2m4 nha cả nhà. Đó. 2m1 và 2m4 nha. Đó thì cần thiết kế là fan Fuji toàn thân nha anh em. Đó, toàn thân nó đều là fan Fuji hết, không có chỗ nào mà fan khác nha. Đó, có những mẫu thì làm fan Fuji nhưng mà là vui fan thường, còn mẫu này thì làm là fan Fuji là Fuji hết luôn. Nó có đóng mộc Fuji trên fan luôn và xứ tròn cho anh em ha, chống rỉ cho anh em ha. Đó, cần là cần đặt nha anh em. Đó. Thì điểm nói của hai khúc là có cái gen dặn nha. Đó. Bát là cán liền, ở dưới là có cục nhựa nha anh em. Cái giấy này người ta cục là gì nè, cho vận chuyển nó không có bị cắn mút anh em, cho nó hạn chế cắn mút á. Tại vì vận chuyển nhiều anh em. Nói chung là cần thì nó cũng sẽ có ít nhiều, nhưng mà vận chuyển như thế này thì nó đỡ hơn. Nó đỡ xé ra cho anh em ha. Đó, xé ra như thế này nè. Đó. Đó, nhìn cho đẹp anh em. Đó. Đó, dưới là đít nhựa anh em. Bát là của hãng Codline luôn nha. Cần này là cần Codline. Đó. Mã của nó là Codline King nha anh em. Đó. Cần Codline King fan Fuji nha. Anh em nhớ giùm em nha. Mã của nó là cái Codline King fan Fuji màu vàng chanh. Đó, anh em nhớ giùm em nha, fan Fuji màu vàng chanh nè. Rất là đẹp, fan Fuji xịn sò đàng hoàng nha cả nhà ơi, chứ không phải là fan điểu nha. Đó, đàng hoàng luôn. Thì em có là 3 size 1m8, 2m1 và 2m4. Thì cần này thì anh em là tải cá là 10 đến 12 kg là khỏe nha anh em. Tải chì là 100 đến 250 g. Đó, anh em câu bè, câu sông, câu hồ, câu đập đều được ha. Đọt con này là 2.4 ly, cần đặt nha anh em. Đó. Đầu bu chống sắn rất là đẹp cho anh em nha. Đó, đầu bu chống sắn nha anh em. Đó, Fuji đàng hoàng, xịn sò nhưng đàng hoàng nha. Đó. Anh em nhận hàng với kiểm hàng không đúng hàng thì trả lại cho em nha. Đó. Uy tín chưa? Đó thì giá cây 1m8 là 370, cây 2m1 là 390 và cây 2m4 là 420 anh em. Đó, 2m4 thì nó dài hơn, 2m4 sẽ cao hơn 30.000.
đó. Rồi thì đây xe 2m4 em đang lên kệ đây, nó rất là đẹp nha anh em, nó rất là đẹp luôn, rất là chắc chắc anh em, nó chắc chắn nha. Câu gần này anh em ít sợ bị gãy lắm, này nó càng đặc nha anh em, nó rất là càng đặc thì càng bảy khoen nha anh em, bao gồm đầu bu nha, nó rất đẹp nha. Rồi thì em nhắc lại giá nha anh em, đó giá của nó là 370 cho xây 1m8, 390 cho xây 2m1 và 420 cho xây 2m4, nó phí ship toàn quốc là 30.000. Mua hai cây giấy lên là em được miền Tây bao ship cho anh em nha, nó càng rất là nhiều kinh kệ luôn nha anh em. Nam chưa có thời gian quay luôn đó, mai mốt em rảnh sẽ quay một số mẫu thanh lý cho anh em ha. Đó thì hôm nay cần long hua này về em sẽ sale giảm giá tháng 11 này thanh lý cho anh em nha. Đó cần long hua nha anh em, đó cần câu tôm một khúc giá rẻ gì nữa nè anh em, nó anh em đợi xúc xem ha. Thì chủ yếu là về cần long hua nha anh em, đó chủ yếu là cần long hua cho nên là anh em thông cảm xem em nha. Rồi em xin giới thiệu sơ lược về cần long hua cho anh em nha. Cần này là cần long hua rồi đó, hàng chất lượng loại 1 nha anh em, đó hàng chất lượng loại 1 thì hôm nay em về thêm nha anh em, đó em về thêm nha. Đó nó có số 1 trên thân nha anh em, thiết kế cán thì quấn chỉ nha anh em, đó thiết kế cán thì quấn chỉ cho anh em ha, đó thiết kế cán thì quấn chỉ nha, đó quấn chỉ, đó quấn chỉ nha anh em, đó cán quấn chỉ, đích chỉ là đích nút nhựa nha anh em, đó là có móc khóa là cho anh em an toàn cho anh em ha, để câu ha, đó rất là đẹp nha anh em. Đó phía sau là có mã chết hàng nha anh em, đó mã ha, có mã chết hàng cho anh em ha, có mã số cào của hãng cho anh em mình ha. Đó ở đây là cái biển báo chờ mưa hoặc là câu gần điện anh em, là carbon nó dẫn điện nha. Đó phía trước của nó là để tem mạc GDUP nha anh em, đó tem mạc GDUP và số 1 đây anh em, đó đây là số 1 nha anh em. Đó rồi đó thiết kế của nó là carbon sắn nhíp toàn thân nha anh em, nó carbon sắn nhíp toàn thân, phía trên là có sơn màu xám để phủ đầu lóng nha anh em, đó sơn màu xám để phủ đầu lóng, nút đậy bịch là nút gỗ nha anh em, đó nút gỗ. Đó thì cần long hua thì muôn đời đó giờ luôn nha anh em, nó không có rảnh ai bếp ở dưới nha anh em, câu long hua hoài thì cũng biết nha, nó không có rảnh ai bếp phía dưới nha anh em. Để em mở lên tí xíu đèn led cho anh em xem nè, đó rất là đẹp nha anh em, nó carbon sắn ghít của nó có màu nâu nha anh em, nó sắn ghít hai da rất là đẹp nha. Đó cây này là nó dẫn điện đó, cho nên là anh em câu gần nguồn điện thì cẩn thận chút, trời mưa rồi ha, sấm chớp rồi ha. Đó đó carbon và đầu vu của nó là chống sắn nha anh em, nó đọt cần của nó nha là chống sắn, xây 360 độ nha anh em, đó xây 360 độ nha. Thì hôm nay tháng 11 này siêu giảm giá này, thì bên shop đồ câu được miền Tây của em thì có giảm giá cho anh em ha, đó cho anh em mua cần câu và được một ít đồ khuyến mãi này nha anh em. Thì cần long hua này thì em xin nói sơ lại cho anh em, có những em biết rồi có những anh em chưa biết ha, thì mẫu long hua này luôn cần GDUP long hua 4H này luôn tặng kèm hạ lóng cho anh em ha. Thí dụ anh em mua xe 3m6 sẽ tặng kèm hạ lóng như thế này, nói chúng ta thay lóng là chúng ta dặn nút đít này và đút phần lóng còn lại vô đây, đó đút lên lại nha anh em, thì chúng ta sẽ được xây ngắn hơn để câu ở địa hình ngắn hơn, nó được một cái tiện lợi như thế đó. Thế nha anh em, đó xây 3m6 thì chúng ta sẽ được 2m7, xây 4m5 thì chúng ta được 3m6, xây 5m4 thì chúng ta được 4m5 và xây 6m3 sẽ được tặng hạ lóng là 5m4, đó để cho anh em câu tùy theo địa hình của mình nha. Đó rồi hôm nay thì em xin báo giá cần này luôn. Thì hôm trước những anh em có xem clip của em á, thì mẫu cần này thì giá em bán ra xe 3m6 là 450 một cây nha anh em. Đó xe 3m6 là 450 một cây, xe 4m5 là 500, xe 5m4 là 550, xe 6m3 là 600 nha anh em. Đó mỗi xe sẽ tăng 50.000. Đó thì hôm nay nhân tháng 11 là siêu sale giảm giá nha anh em. Đó cho nên là anh em mua hàng mà xem video này thì nhanh tay lên nha anh em, đó nhanh tay lên nha, thì em sẽ giảm giá trực tiếp cho anh em một cây 50.000 luôn, đó một cây 50.000 một cây nha anh em, nó giá 450 giảm còn 400.000 một cây, và trong khi đó sẽ tặng cho anh em kèm một cái ngọn phụ luôn nha anh em. Đó
tặng kèm một ngọn phụ đọt đặc cho anh em á, thì cần này là hãng đã đọt đặc 4H nha anh em. Đó thì em tặng kèm thêm cho anh em một cái đọt đặc đó anh em. Đó anh em thấy chưa? Nậu cái đọt này anh em mua bên ngoài giá rẻ bèo gì cũng là 50k rồi nha anh em. Đó. Đầu bu chống sáng thế này là 50k rồi, giống như là anh em được luôn 100k đó, giảm 50.000 tặng thêm một cái đọt 50k nữa. Đó cho anh em nhé. Đó, là anh em được lợi luôn cả 100k rồi anh em. Tính ra cây cần của mình là được rất là nhiều lợi luôn. Đó, cho nên là anh em mua hàng hôm nay trong tháng 11 này sẽ được rất là ok luôn nha anh em. Đó. Thì chắc có lẽ clip này nếu như mà tháng 12 còn chương trình đó thì em sẽ đăng lên để tháng 12 luôn cho anh em ha. Đó, để cho anh em câu, hoặc là em cũng không có thời gian em quay lại đó anh em, nên là cũng đăng, còn chương trình phía ngoài thì cũng đăng luôn anh em. Có thể tháng 12 em đăng clip này lại cho anh em xem, hoặc là tháng 1 em đăng lại cho anh em xem, thì em khỏi mất công em tốn thời gian em quay lại clip này lần nữa anh em. Đó, thì anh em có xem trễ hơn hoặc là tháng sau em đăng mà em thấy còn chương trình thì em sẽ đăng cho anh em ha. Đó, thì hiện tại là cần giờ lúc luôn, hiện tại là em đang giảm 50.000 anh em. Những clip trước á, anh em có xem clip trước á, thì em đang bán mẫu này 3m6 chứ giá là 450 anh em, nhưng mà em không có tặng ngọn luôn, nhưng mà lần này em sẽ tặng ngọn cho anh em nha. Rồi, lần lượt không để anh em chờ lâu đó, thì em sẽ cân trọng lượng của em nó nha. Khi cân thì em sẽ tháo nút bịch lên anh em. Em bắt đầu từ C3m6 nha. Cần giờ lúc này thì nổi tiếng với bền và nhẹ anh em, cho nên là anh em yên tâm nhé, mẫu 4H. Rồi, đầu tiên em sẽ căng em nó là cây 3m6, căng nặng 118g anh em, 118g đó, 118g xây 3m6, giá giảm còn là 400.000 cộng 30k ship nha anh em. Mua 2 cây trở lên là em được bao ship nha anh em, nhớ giùm em nha. 1 cây phí ship 30.000, mua 2 cây trở lên thì em được bao ship nha. Tặng kèm một ngọn phụ, tặng kèm một hạ lóng nha anh em. Đó, tặng kèm một ngọn phụ, một hạ lóng nha. Anh em khi mua nếu như kiểm tra không đủ thì nhớ đòi giùm em nha. Và cần thì được bỏ trong bao như thế này nha anh em. Đó, trong bao giải như thế này nha. Đó, in logo group là 1 như thế này cho anh em ha. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa là em sẽ căng xây 4m5 nha anh em. Đó, xây 4m5 nha. Đó. 4m5. Giá một căn nặng là 176g nha anh em, 176g. Giá của nó là 450 nha anh em. Đó, giá của nó là 450, cũng được giảm 50.000 luôn nha anh em. Là còn 450 nha. Giá của nó là 450 nha anh em, xây 4m5 nha. Đó, giá là 450. Tặng kèm một đọt nha anh em, tặng kèm một đọt đặc nha anh em. Đó, tặng kèm một đọt đặc luôn nha. Đó, để cho anh em xem ha. Cũng tặng kèm một đọt nha, mua xây nào cũng tặng hết trơn nha anh em. Đó, anh em tranh thủ trong tháng 11 này nha. Đó. Rồi. Tiếp theo là xây 5m4 nha anh em. Đó, xây 5m4. Xây 5m4 là 239g. Đó, 239g. Đó, là giá của nó là 500k nha anh em. Đó, giá của nó là 500k nha. Đó, giá của nó là 500k. Đó, cộng 30 ship nha anh em. Đó, 500k cộng 30 ship. Mua 2 cây trở lên thì bao ship nha anh em. Đó, mua 2 cây trở lên thì bao ship. Và tặng kèm một đọt phụ nha anh em. Đó, tặng kèm một đọt phụ nha. Đó, 550 cộng mua 2 cây thì bao ship nha. Rồi, tiếp theo là xây 6m3. Xây 6m3 là 304g nha anh em. Đó, 304g nha. Đó, là giá là 550 nha anh em. Đó, 550 nha. Mã của nó là group Long Hua giảm giá nha anh em. Đó, anh em nhớ kèm group Long Hua giảm giá cho em nha. Để hiểu lầm là những anh em mà xem video trước á, là anh em tư vấn cho nó dễ nha anh em. Group Long Hua 4H màu nâu giảm giá, anh em nhớ giùm em nha, giảm giá. Nhưng mà tặng kèm cho anh em là ngọn phụ nè. Đó. Đó, tặng kèm cho anh em là ngọn phụ, là bên em tặng nha anh em. Đó, tặng kèm em một ngọn phụ chính hãng nha. Tặng kèm cho anh em một cái hạ lóng của hãng tặng nha anh em. Nó hàng từ chính hãng nha. Đó, rồi được giảm giá nha anh em. Em xin nhắc lại nha. Giá của mỗi xây là xây 3m6 là giảm còn 400.000. Đó, xây 4m5 là còn 450. Xây 5m4 là giá là 500.000 và xây 6m3 là 550 nha anh em. Mua 1 cây thì phí ship 30.000, anh em mua 2 cây thì em được bao ship nha. Mua 2 cây vẫn được tặng 2 đọt luôn nha anh em. Đó, anh em nhớ giùm em nha. Mua 2 cây mình cũng được tặng 2 đọt luôn nha anh em. Đó, 2 đọt luôn nha. Đó. Đó, Long Hua. Rồi group Long Hua hàng loại 1 nha anh em. Anh em mua hàng cứ nhận hàng, kiểm tra hàng,
không đúng chất lượng như video em quay á, thì anh em được quyền trả hàng cho em nha. Đó anh em, đó. Phôi rất là ok, rất là dày nha anh em. Đó, đây cho anh em xem ha. Phôi rất là dày nha. Đó, đó hàng chất lượng nha anh em. Cho nên là quay cho anh em xem ha. Đó thì ngày mốt em về tiếp theo đó là về hàng nội địa nha anh em. Hàng nội địa cho anh em xem ha. Đó, hàng nội địa thì nó làm thì chất lượng hơn nữa. Cho nên là tiếp tục về cho anh em xem. Thì hôm nay tháng 11 này em quay cho anh em xem. Đó, siêu sale cho anh em nha. Đó, sale cho anh em rồi tặng thêm đọt phụ cho anh em nữa. Đó, rồi tiếp theo nữa em mới về mẫu cần câu tôm một khúc nha anh em. Là mẫu này hổng gầy cũng có anh em hỏi nè. Cần một khúc 1m35, 1m là kia nọ. Với lại lúc trước có bán 1m35 anh em. Rồi khúc này là bên Quỳnh Khoa có về cây mẫu này, cho nên em cũng lấy về cho anh em luôn. Sát thủ tôm mè dảnh nha anh em. Đó, lên màu rất là đẹp nha. Nó tôm mè dảnh nè, thiết kế cán hở nè, test tại tỉnh 4kg cho anh em rồi ha. Đó, như này anh em chơi mọi góc độ là 2kg, anh em cứ dỡ lên mọi góc độ cho em cũng được ha. Đó, có 3 màu xanh nước biển, màu cam và màu hồng nha anh em. Đó, đọt con này là 2 ly 2 anh em, siêu dẻo nha. Đọt nó là 2 ly 2 siêu dẻo anh em. Đó, đọt nó là 2 ly 2 siêu dẻo nha. Đó, nó quay cho anh em xem ha. 2 ly 2 siêu dẻo luôn. Đó, nó là dẻo nha anh em. Đó, thì cần này là cần một khúc nha cả nhà ơi, không có gặp lại được nha. Nó là cây một khúc nha anh em. Một khúc cần thì cầm ra rất là thẳng luôn. Nó một khúc, giá đồng giá là 160.000 một cây nha anh em, ship từ 2 cây nha. Giá là 160.000 một cây, em ship từ 2 cây trở lên nha anh em. Anh em mua 2 cây thì mới ship nha, phí ship là 30.000. Tại cần này rẻ mà nó một khúc anh em, thành thử ra là nó ăn ống nước mình rất là dài. Nó ăn ống nước là khoảng 1m45 mới gói được. Thử ra nậu ống nước không là hết 30-40.000 rồi. Thử ra là bán cái này là chết luôn. Cho nên là anh em thông cảm giùm em, mua 2 cây giùm em nha. Đó, còn mua 3 cây trở lên là em hỗ trợ em bao ship nha anh em. Mua 2 cây trở lên thì phí ship 30.000. Mua 3 cây trở lên thì em bao ship nha. Đó, cần câu tôm HK một khúc nha anh em. Mã của nó là cần câu tôm HK một khúc 1m4. Đó, 1m4. Anh em nhớ giùm em, không nhớ thì cần một khúc 1m4 cũng được. Cần một khúc 1m4 160.000 một cây. Đó, mua 3 cây thì em bao ship. Đó, mua 2 cây thì phí ship 30.000, 2 cây trở lên em mới ship. Một cây thì em ship không được, anh em thông cảm giùm em. Một cây mới năng ống nước em 1m45. Rồi anh em nghĩ coi còn gì nữa đâu. Đó, một cây cặn đâu có lời lớn gì đâu. Đó, cho nên là anh em biết rồi. Đó, cho nên là cũng thông cảm cho em được nha. Đó, rồi thì cuối clip em được xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video nha. Nếu có mua hàng mẫu nào thì anh em cứ đến shop ở số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha anh em. Đó, đây là một số mặt hàng cơ bản em có shop nha. Đó, để phục vụ anh em nha, số mặt hàng cơ bản nha anh em. Đó, còn anh em cần cái gì thì anh bóc thêm cho em nha. Đó, đó, rồi em được cảm ơn em rất là nhiều nha. Đó, cần câu thì em rất là nhiều anh em, mẫu mã đó rất là nhiều luôn. Rồi, em được miền Tây xin chào cả nhà nha. Đó, cảm ơn anh em nha.